trên đường tầm xa, hơi máu mặn ca đường huyền quang say xa. Quốc ca đường đâu không ngừng tiếng mau ra xa, sợ lòng không về đào núi và lòng tình giờ đám cái thế xin chưa hòa bình đầu tập tự do kể đi lên thanh niên. Chưa đại hội. Trước tiên tôi hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo tiên tộc đạt được những kết quả đáng tự hào. Bên cạnh tổ chuyên môn các tổ chuyên môn nhà trường về cùng tất cả các đồng chí đồng trọng này, thì tôi xin phép đại diện cho chị đoàn viên của trường trung học cơ sở và một số được đến đây và tham dự đại hội.